tại phía đầu của chân cầu La Ngà này cả nhà. Đấy, bên kia hình như là sông thì phải. Đấy, hôm nay là mấy anh em sẽ có chuyến câu cá từ thành phố Hồ Chí Minh, mình ở quận Bình Tân này cả nhà, đến câu cá La Ngà. Hôm nay thì theo tiếng gọi của cá Hồng Đế nên anh em tôi tập trung vào đây, tại đang ở km số 102 La Ngà này, định quán hôm nay. Đấy, mấy anh em là giờ chuyển sang vô đây trong đây uống phê. Hôm nay team mình khá là đông, tí nữa vô trong hồ thì mình sẽ giới thiệu từng người cho cả nhà biết luôn nha. Bây giờ mấy anh em bắt đầu uống cà phê đây. Chào tất cả mọi người nha. Tại là mình đang có mặt tại điểm câu tại La Ngà nha cả nhà. Hôm nay mấy anh em đi gồm có là ba anh Quân nè, anh Trung nè, đấy, một số mấy anh em khác nữa. Rồi mình sẽ lấy xuồng đi câu nha nha. Đủ có máy chèo thôi ta. Lên đây, lên đây. Có nước uống chưa? Tự xử nha, nước uống tự xử nha. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị lên ghe đi nha các bạn. Hai anh. Giờ mình đi săn lóc đen trước đi. Rồi tầm 9 giờ mới đầu mình săn lóc bông. Có thể đạp nó ra một miếng không? Đạp á, nhưng mà chích đi. What the hell? Rồi. Chưa? Má ơi. Kia. Đấy. Cái gì không? Anh xui trôi thì đi bộ. Rồi giúp đi. Ui.
kỳ vậy? Đi đây luôn không? Ừ. Thấy không? Thấy chạy dây không? Gì ta? Chứ hiểu. Không. Lên tim trước rồi. Nó con gì á? Cắn rồi ngậm xuống mà lâu dai đi mà. Giờ sao là giờ canh nó vừa cắn vừa không? Hỏi anh là ai? Xả đi rồi. Nãy thiếu gì lóc mà còn bu này chứ. Chọn quýnh ra giữa kia lôi con khác vô đúng không? Nó xa. Chứ đâu phải nằm đây đâu. Nó này nè, lôi lôi cái vụ vô. Ngậm nó đóng luôn nè. Cái đéo gì mà để xuồng tim mà đóng dính trời. Đúng không? Cảm giác phản đam vậy chứ. Không lẽ mấy em bú bình. Bông à. Bịt ngay. Bịt ngay mày. Nè cả nhà. Ê qua phụ phụ hỗ trợ đạo diễn chụp tấm hình coi. Nè cho. Nãy giờ hai phát liền xảy. Hay nào. Thụ má ăn đóng liền luôn. Ừ. Ghê. Má, con này không dữ vậy. Ngáo lại sao cắn bể chị luôn rồi. Bể chị nè. Ủa chưa. Bây giờ mình sẽ thả nó về nha nè. Thả nó về với nước. Ủa cá nó chết nhiều quá. Ồ, hay lắm. Bye bye. Tuyệt vời. Thì lên bờ rồi đó. Anh thả rồi. Ừ. Nhỏ mà chưa lên màu bắt làm gì. Thả lên màu bự một chút cũng được. Nhỏ xíu à.
Em mới kêu thằng chụp tấm hình nó thả rồi. Giờ là vui rồi. Trời kỳ quá anh. Máy nào hư nổi. Hư hư mẹ mẹ rồi mới thanh lý rẻ rẻ anh em mới mua được chứ. Action nào kéo đều, kéo dít hoặc là kéo dít nhiều đó, thì khi cá ăn anh em đều cố gắng là hạ đầu cần xuống, bấm buông ra để làm gì, để cho cá nó chạy dây. Bình thường nó ăn xong nó sẽ chạy được một đoạn, sau đó bắt đầu nó nuốt con mồi thì bắt đầu nó nổi, nó sùi tim lên, thì khi đó anh em sẽ thu dây, so dây cho nó vừa phải nè và anh em đóng thôi. Đó là cái cách đánh của mình, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái quan trọng nhất á là cảm nhận cá nó ăn mồi, là con lúc đó con cá nó đang ăn mồi thì nó sẽ khực, mà cái khực của nó rất là khác so với là cái loại vướng rác hay là cái gì đó. Cảm nhận nó rung tới cái đầu tay cầm của anh em luôn nè đó, anh em phải cảm nhận được cái đó thì mình mới đánh được. Còn nhiều khi con cá nó đang ngậm luôn, anh em cố tình anh em lỡ tay quay tiếp, thành ra nó nhát nó nhả ra là bình thường, nên cái là mình phải kiên trì luyện tập đấy. Xảy cá nhiều anh em biết cái cảm giác cá nó ăn mồi mềm như thế nào đó, thì mình mới đánh được. Đó là mình chia sẻ một cái kinh nghiệm kiểu như mới tập câu của mình thôi nha cả nhà, chứ không phải là hướng dẫn gì cho những anh em khác. Nên là mọi người xem video cái gì bỏ qua cho mình nha, anh em thấy mình nói sai thì góp ý thêm, tại mình đánh mồi mềm không chuyên đâu nha, mình là chuyên nhảy hơi, mình rất thích nhảy hơi. Nếu anh em nào xem con mồi lâu của mình thì kênh YouTube Chơi Già Vlog của mình đã có con mồi riêng HVA, và sau này mình sẽ đổi tên nó là con Chơi Già Vlog luôn. Mình cũng chia sẻ thêm với cả nhà, đối với quýt mồi mềm á thì cả nhà đừng bao giờ mất tập trung, tại vì nó ăn đa phần là nó đi theo mình tới gần tới bờ luôn, nó mới ăn hay vậy đó. Mình rất là bị nhiều lần, có những trường hợp nó ăn xa nhưng mà rất ít đấy. Và nếu mà anh em những trường hợp nào mà đánh chìm á, nước sâu á, ăn đa phần là gần đầu cần thôi, là theo vô cả nhà. Đấy, nên mọi người đừng có kiểu như vô gần tới bờ rồi quá nhanh, không nên, vì nó ăn gần bờ không à, ăn cách cỡ 2-3 mét là nó mới cắn, còn ở xa thì ít cắn hơn, đôi khi thì cũng có, nhưng mà những địa hình cá thưa á, loại cá to thì nó theo gần tới mà. Đấy. Lóc đen đây. Anh bỏ cá xuồng em coi. Bỏ cá xuồng được không? Ồ, con này mình câu. Má sao mà chạy nổi.
tiếc là không quay được clip cả nhà. Má tưởng gặp hàng khủng rồi chứ ai ngờ đóng một phát lên luôn nhá, mềm mềm đóng phát xuyên mắt luôn rồi, chảy máu mắt luôn à. Con này mang về hay thả mẹ đi anh ơi. Không có lóc không chết đâu, thả đi đóng như chỗ ở đầu thả nha, nhỏ quá mà. Mình sẽ thả cái này về với tự nhiên nha, không quay được clip, không kịp bật máy quay luôn. Con này em nhắm nó tầm 6 lạng. Nó chuẩn bị đẻ hay sao anh? Quay đuôi nó xanh rồi nè. Nó về tự nhiên nha. Ok. Rồi, hẹn gặp lại. Hay quá anh ơi. Thành viên của team đã lên hàng cả nha. Từ từ cover xíu ơi. Đây thành viên của team đã lên con cá à, sóc hả? Sóc hả anh? Ăn hay là sóc? Hay quá, ít nhất phải dạy chiều chiều cũng phải lên con hai con để vui chứ ha. Giữa giữa anh Hải, Hải giữa cao anh Hải. Ok. Cá vào đếm. Vô. Ngăn nó thủ tình chưa? Đó, cần thủ quăng à, chí phiếu. Đang quay, đang quay. Cá mà. Cây. À, sổ, sổ rồi. Cây ông ơi, có còn không? Có còn không? Đây mình sẽ quay cận cảnh nha. Con giò đếm của anh Lợi câu. Đấy, bú bình cũng không tha. Con này nó không kêu anh nhỉ? Đâu kêu đâu. Là giò đếm ăn luôn nha, ăn Odichi nha. Rồi đi đón anh con mập. Tuyệt vời. Thôi để em vô luôn. Em đủ cá rồi. Đúng không? Ừ.
mời mọi người. Đây anh em, sau khi mình đi săn lóc về thì bây giờ mình chuyển sang sau câu cá hồng đế. Đây là hai con cá hồng đế mà nãy mình chắc nghe nói là anh Hải câu, không biết anh Hải nào, tức là anh Hải nờ hay là anh Hải bắt nữa. Đây là cá hồng đế này, rất đẹp. Thôi mình thả xuống để nó chết nha các bạn. Đã thật luôn. Rồi, nó câu đi. Có gì hót? Con gì, con gì? Hả? Lóc hả? Thử ném máy này coi. Máy này dễ ném hơn à. Thử coi. Rồi 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 này. Con gì đây Phát? Bấm vô. Rồi ném đi. Ok. Con mồi nhẹ tinh vậy trời. Đụng máng mồi cứng nhảy. Đứa. 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 Cưng quanh được. Đây chưa cân mồi sao vậy? Nếu mồi đi không nổi vậy. Mấy gam Phát? 7 gam mà nó bề, cái bề ngang nó phình quá, ném nó cạn gió. Ném hai cái nó xếp vô mà. Phải không? Cho em ném không đi vậy. Do nó máy nó hợp với người á. Đem câu lá bông nè. Mang kính vô. Mang kính vô cái gì đây? Cái gì đây mọi người? Cái gì vậy? Cái gì đây non? Mày ngỡ. Hả? Người Nam đây hả? Người Nam á. Nhìn nhỏ nhận ra luôn. Chuyện gì đang xảy ra? Mình thấy ủa hình như xảy rồi. Nôi vô chặt. Ủa cái gì vậy? Không, nghĩ là nó nhỏ quá, em nghĩ. Nó cỡ đây, nó cỡ đây không à. Không, em nghĩ cái rồi, nhưng mà sao kéo vô không thấy cảm giác gì vậy?
sau bao cố gắng thì mình đã lên được con cá Hugo của team. Tin được không trời? Thôi đi về ăn mau trống lớn nha, sau này gặp lại nha, bye bye. Má gì thương người ta. Chiều tối rồi, mình xin kết thúc cái video của mình cũng là cái chuyến câu ở tại đây luôn. Hiện tại là mấy anh em vẫn còn đang câu ở ngoài kia cả nha. Đấy, mấy anh em cũng vẫn đang câu ở ngoài kia. Anh Trung thì đang ngoài kia, còn mấy anh em thì đang chống vỏ lãi tít tương kìa. Giờ mình sẽ dọn cần và nghỉ trước. Thì tổng kết hôm nay thì mình lên được một con bông, một con đen và một con bú bình, cái gì mình cũng không biết luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.